chào mừng quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé. Trong cuộc sống của chúng ta luôn có nhiều điều kỳ lạ và bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá hết được. Sau đây xin mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện lạ Việt Nam và Thế giới. Nữ MC Ba Con, Trường Giang từng yêu đơn phương giàu có cỡ nào? Thưa quý vị, Ốc Thanh Vân đang có tổ ấm hạnh phúc, cơ ngơi giàu có và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân là một diễn viên MC được đông đảo khán giả yêu mến, kể cả khi lập gia đình và là bà mẹ ba con. Sức nóng tên tuổi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 vẫn không hề giảm sút. Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, cô sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bắt đầu từ năm 1991, gia đình Ốc Thanh Vân chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Do đam mê nghệ thuật, cô tham dự cuộc thi triển vọng điện ảnh năm 2000 và lọt vào đêm chung kết. Sau đó cô đậu thủ khoa cả hai trường cao đẳng sân khấu điện ảnh và cao đẳng sư phạm khoa thanh nhạc. Mất một năm học, đồng thời cả hai khoa, Ốc Thanh Vân mới quyết định tập trung rèn luyện chuyên môn nghề diễn tại trường cao đẳng sân khấu điện ảnh. Thời gian còn ngồi nhớ nhà trường, cô gái gốc Bắc đã nổi tiếng xinh đẹp, năng động và từng được chính danh hài Trường Giang thầm thương trộm nhớ suốt một thời gian dài. Sau này thành đạt, Ốc Thanh Vân còn nổi tiếng là nghệ sĩ có cuộc sống sung túc giàu có. Có xe hơi hàng hiệu không thua kém ai trong showbiz Việt. Ốc Thanh Vân kết hôn với ông xã Trí Rùa từ năm 2008. Sau đám cưới, cô vẫn chăm chỉ phát triển sự nghiệp diễn xuất, làm MC và phụ ông xã công việc kinh doanh. Với người trong nghề, Ốc Thanh Vân được đánh giá là người có hiểu biết, tính tình hòa nhã. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu, ít ai biết rằng cô còn là người phụ nữ khá sành điệu. Ở nơi ở của mình, Ốc Thanh Vân sắp xếp một căn phòng chỉ để giày dép, quần áo và phụ kiện để cô sử dụng khi đi diễn, xuất hiện trước đám đông. Không phải mỗi người thích khoe khoang, nhưng bạn bè Ốc Thanh Vân đều biết cô có bộ sưu tập túi xách toàn hàng hiệu của các thương hiệu đắt đỏ như Louis Vuitton, Burberry. Ngoài ra, thời chưa quá nổi đình nổi đám, Ốc Thanh Vân đã chịu chi hơn 1 tỷ để sắm chiếc xế hộp màu đỏ mà cô yêu thích. Sau này khi gia đình thêm nhiều thành viên, nguồn tin riêng cho biết cô đã đổi xe đắt tiền hơn để tiện sử dụng. Với thu nhập ổn định của hai vợ chồng, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa từng sống trong một căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau này với mong muốn cho các con có không gian rộng rãi để vui chơi, cô và ông xã đã mua hẳn một căn biệt thự xa hoa và tràn ngập màu xanh xung quanh. Nếu ngoài căn biệt thự, vợ chồng Ốc Thanh Vân trồng nhiều cây cỏ cây xanh để tạo cảm giác trong lành thoáng mát, thì bên trong căn hộ lại hướng với tông màu trắng xám chủ đạo và đặt đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Cùng với những phòng chính như phòng ngủ cho vợ chồng, các con, phòng khách, phòng ăn, Ốc Thanh Vân còn sắp xếp thêm phòng tập thể dục và cả chỗ vui chơi cho ba đứa con đang trong độ tuổi khôn lớn. Dù công việc khá bận rộn, nhưng cứ những lúc rảnh rỗi, Ốc Thanh Vân lại sắp xếp thời gian để chăm sóc đi du lịch cùng với gia đình. Mới đây nhất, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã chi số tiền lớn để đưa các con bay sang Mỹ để tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ, đi Universal về, cả đoàn đi ăn tối, Ốc và Trí Rùa được tặng ổ bánh kem hoành tráng và bó hoa cẩm tú cầu để ba nó tặng lại Ốc. Ngày 13 tháng 10 là ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, nhưng cả chuyến đi này cũng là chuyến đi ăn mừng. Lúc này ba đứa nó cục trên bàn cả đám nên không cùng ba mẹ thổi nến. MC Ốc Thanh Vân bật khóc khi chuyển về nhà mới và lý do phía sau. Quý vị thính giả thân mến, mới đây Ốc Thanh Vân và gia đình đã chuyển về căn hộ mới. Đặc biệt bữa cơm đầu tiên của gia đình cô tại nhà mới đúng vào lễ Phục Sinh. Nữ MC cho biết đây là thành quả của vợ chồng cô sau thời gian vất vả. Trong ngày chuyển về nhà mới đúng ra phải vui, nhưng Ốc Thanh Vân không kìm được xúc động và rơi nước mắt, bởi trước đây cô muốn xây nhà để đón bố mẹ về ở chung sau nhiều năm chia tay. Thế nhưng bố nữ MC đã qua đời, không đợi đợi đến lúc gia đình được đoàn tụ sống cùng nhau. Bởi vậy, khi nghĩ đến người bố quá cố, cô không kìm được nước mắt. Nếu là người yêu mến MC Ốc Thanh Vân, ắt hẳn sẽ biết cô là người sống giàu tình cảm. Khi bố mắc bệnh, cả gia đình cô túc trực trong bệnh viện để chăm sóc bố. Nữ MC mỗi ngày ăn chay một bữa để cầu nguyện cho bố. Thế nhưng vì tuổi cao sức yếu nên bố cô không thể vượt qua được và qua đời vào tháng 7 2017. Sau khi bố qua đời, cô từng viết một bức tâm thư dài để gửi đến Đấng Sinh Thành, khiến nhiều người xúc động. MC Ốc Thanh Vân bật khóc khi chuyển về nhà mới và lý do phía sau. Quý vị thính giả thân mến, mới đây Ốc Thanh Vân và gia đình đã chuyển về căn hộ mới. Đặc biệt bữa cơm đầu tiên của gia đình cô tại nhà mới đúng vào lễ Phục Sinh. Nữ MC cho biết đây là thành quả của vợ chồng cô sau thời gian vất vả. Trong ngày chuyển về nhà mới đúng ra phải vui, nhưng Ốc Thanh Vân không kìm được xúc động và rơi nước mắt, bởi trước đây cô muốn xây nhà để đón bố mẹ về ở chung sau nhiều năm chia tay. Thế nhưng bốn nữ MC đã qua đời, không đợi đến lúc gia đình được đoàn tụ sống cùng nhau. Bởi vậy, khi nghĩ đến người bố quá cố, cô không kìm được nước mắt. Nếu là người yêu mến MC Ốc Thanh Vân, ắt hẳn sẽ biết cô là người sống giàu tình cảm. Khi bố mắc bệnh, cả gia đình cô túc trực trong bệnh viện để chăm sóc bố. Nữ MC mỗi ngày ăn chay một bữa để cầu nguyện cho bố. Thế nhưng vì tuổi cao sức yếu nên bố cô không thể vượt qua được và qua đời vào tháng 7 2017. Sau khi bố qua đời, cô từng viết một bức tâm thư dài để gửi đến Đấng Sinh Thành, khiến nhiều người xúc động. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay, đừng quên like, share cho video và hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những video mới nhất từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.